từ nay có thần rồi thì thần sẽ không bao giờ để công chúa buồn nữa. Quỳnh Lương Quân bể đầu máu bay hộ giáo Quỳnh Lương Quân. Nhìn cái màu là bà biết cái mùi rồi. Hoàng thượng, Quỳnh tướng quân thèm công chúa lắm rồi. Nói gì vậy con công hả? Mẹ, chuyện xin cưới công chúa ta đồng ý. Đó đã hoàng thượng. Ai cho Quỳnh đồng ý? Cái gì vậy? Tham kiến công chúa. Quỳnh nghĩ sao vậy? Quỳnh chưa hỏi ý kiến của mùi mà Quỳnh đồng ý đám cưới làm sao? Mùi có chết á, mùi cũng không bao giờ lấy Quỳnh tướng quân. Cái gì con vậy? Mẹ Nam, công chúa, công chúa. Mẹ Nam, mẹ Nam, công chúa. Trời ơi, cái con này. Nhưng mà không sao, yên tâm đi, nó là em của chẩm mà, làm sao nó dám cãi lời của chẩm. Áo mặc sao qua khỏi quần. Hả? Áo mặc sao qua khỏi đầu. Đúng rồi, ta lo cho. Bây giờ còn chần chờ gì nữa? Quỳnh tướng quân, Bạch công công, hai khanh hãy chơi đánh cầu cho ta xem nào. Dạ. Đánh dưới trời mưa có sao không hả Quỳnh tướng quân? Mình đánh trong nhà đi hoàng thượng. Được. Bạch công công. Dạ. Hãy chơi với Quỳnh tướng quân. Nô tài chơi hả hoàng thượng? Hai người chơi nhau đi. Trời đất ơi, cái cầu ở cả ngàn năm người ta mới có được một trái mà nghĩ sao quýnh một cái nó mất tiêu luôn rồi. Cung nữ lội xuống ao nhặt trái cầu. Trời, công chúa, đừng mà, đừng mà. Cấm vệ quân đâu? Cấm vệ quân đâu? Hộ gia, công chúa muốn chết kìa. Công chúa. Mà nói cái gì vậy? Công chúa muốn chết. Phải. Ngứa gãi rồi. Trời ơi, công chúa ơi. Công chúa làm thần hết hồn mà. Công chúa. Cũng tại thần vô dụng, tại thần bất tài, không bảo vệ được công chúa. Mà để công chúa ra nông nổi như vậy nè. Trời ơi, tại sao tôi có thể sống như vậy được? Trời ơi, tôi muốn chết. Hãy giết tôi đi, hãy giết thần chết đi, thần không muốn sống nữa. Trời ơi, giết thần chết đi. Chết đâm đúng đi. Không? Đây, ta đâm vô chết nè. Mày điên hả? À? Mày khùng hả? À? Đâu phải lỗi của Quỳnh đâu. Tại cái tên võ tướng đáng ghét kìa kìa. Quỳnh cũng nghe rồi đó. Sư huynh ép ta phải lấy hắn. Mà Quỳnh biết tình cảm của ta như thế nào mà. Công chúa ơi, người ta là võ tướng, có một thanh kiếm dài, quăng tuốt. Còn thần, thần chỉ là một thanh củi nhỏ nhoi trong triều đình này. Thì làm sao mình có thể sánh đôi được hả công chúa? Ai? Ai đã từng cái với ta? Ai đã từng ở đây nè, dõng dạc nói là sẽ không bao giờ khiến cho ta buồn. Bây giờ Quỳnh nói vậy hả? Theo thần nghĩ thì thôi, bây giờ công chúa cứ lấy võ tướng đi, còn thần trở về quê ôm mối sầu tương tư đau đớn này trong trái tim của thần. Trời ơi, vĩnh biệt. Nè, bây giờ Quỳnh đi đúng không? Ta đi với Quỳnh. Cái gì? Công chúa bị sản à? Không, ta nói thiệt, nếu Quỳnh về quê ta sẽ không ở trong hoàng cung này nữa. Ta sẽ về quê với Quỳnh. Người nói cái gì vậy công chúa? Làm sao mình có thể sánh đôi được hả? Quỳnh nói là sao? Quỳnh không xứng với ta đúng không? Đúng. Nếu như vậy á, thì kể từ ngày hôm nay ta sẽ không là công chúa nữa. Được chưa? Công chúa, người có biết người đang nói cái gì không? Tiểu Trung, Quỳnh có thương ta không? Nếu như mà Quỳnh không thể bước vào thế giới của ta thì ta sẽ bước vào thế giới của Quỳnh. Tiểu Trung, ta chỉ thương một mình Quỳnh thôi. Nếu như mà Quỳnh đi á thì ta sẽ đi với Quỳnh. Ta không ở trong hoàng cung này nữa. Ngày ấy nếu biết trước không đi bên nhau được bao lâu thì chắc có lẽ tiếng yêu ta sẽ không dành cho nhau.
giờ tiếng nói chẳng đôi thấy được gì. Hỏi tình ái là gì, ta là chi? Hỏi tình ai là chi? Hỏi người ta là gì? Hỏi tình ai là chi? Người biết lý. Người mà nơi ấm mua trong đêm ơi. Mệt mệt quá. Nhanh đi công chúa, quá chỗ này là tới rồi. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại. Chạy chạy đứng nào. Đứng đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây. Đứng lại. Đứng lại đó. Định bỏ trốn à? Đâu có dễ dàng như vậy chứ. Quận đâu? Bắt hắn lại. Bạch Công Công. Dạ. Có nghe tiếng vũ nhạc phát ra từ đâu không? Hình như Bạch Công Công đoán không lầm, tiếng nhạc được phát ra từ cung của Bàn Thái Sư. Bàn Thái Sư? Dạ. Hôm nay bên đó có tiệc tùng gì hả? Dạ, thưa Hoàng Thượng, nếu như thần đoán không lầm thì hôm nay ở bên Bàn Thái Sư có mở tiệc chó đẻ. Tiệc chó đẻ? Dạ đúng rồi, con chó của Bàn Thái Sư vừa đẻ được 3 con. Một con chó phóc, một con chó bẹt dê và một con chó lông xù. Một con mà đẻ ra được 3 giống? Dạ, tại vì ba cha. Ba cha ha, tính gà chó mẹ cũng thuộc dạng chó khỏe. Dạ. À, ta nhớ rồi, Bàn Thái Sư có gửi thư mời cho ta. Vậy sao? Rồi, mấy anh em mình kéo qua bển nhậu một bữa đi. Dạ. Hoàng thượng đang chuẩn bị sự án mà ăn nhậu gì giờ này? Trời ơi, thì góp ý nhẹ nhàng đâu có gì đâu căng thẳng vậy Quỳnh tướng quân. Để ta giải công chúa và Tiểu Trung vào đây cho ta. Trời ơi, thấy cái mặt đó không? Giống như là mình làm lỗi chứ không phải nó làm lỗi nha. Con này thương nó riết nó hư nè. Tiểu Trung, mày có lời gì muốn nói hay không? Dám rù quên công chúa hết lần này tới lần khác. Dắt công chúa đi hả? Tính giải cứu tiểu thư phần 1, phần 2, phần 3 đâu hả? Hoàng thượng, cái này là lỗi của muội chứ không phải lỗi của Tiểu Trung. Muội là người cầm đầu nè. Quỳnh muốn phạt gì phạt một mình muội thôi. Muội im đi. Muội là cái giới tính hỗn hợp đó. Tiểu Trung nó là thái giám, đi theo làm ăn được gì hả? Nói chung là có những cái chuyện Quỳnh không có biết đâu. Tiểu Trung có gì mà mê? Muội chỉ thích mình Tiểu Trung, muội thích múa lân với Tiểu Trung thôi. Quỳnh tướng quân múa lân cũng được vậy? Cò ma này không có biết múa lân gì hết á. Tiểu Trung mới biết múa lân thôi. Nó múa rắn múa rồng còn được kìa. Cái tướng cò ma vậy múa được cái gì? Thương muội riết rồi muội hư. Ta phải trừng trị muội mới được. Cấm vệ quân, cấm vệ quân, cấm vệ quân, cấm vệ quân đâu? Thằng Đạt với thằng Long, Hoàng thượng kêu kìa. Trời đất ơi, giải công chúa vào cung, cách ly 7-7-49 ngày cho ta. Hoàng thượng, thả muội ra. Thả muội ra. Không có giải đi. Tiểu Trung đi chứ. Thả muội ra. Dạ thưa Hoàng thượng. Kêu thằng Đạt đi luôn đi. Thằng này thằng Long. Long, đi luôn đi. Đi đi Long. Trời đất ơi trời. Ủa, hai thằng cấm vệ quân đó đâu vậy? Dạ. Mà sao ngươi nhớ hết tên vậy? Dạ hai này cháu họ. Hèn gì ta kêu đó không nghe. Bớt cho người nhà vô làm nha. Dạ. Cấm vệ quân người ta tuyển 1m8, đưa hai thằng 1m5 vô. Dạ à, cho thần đi về cung để mà trấn an công chúa. Đi đi. Bây giờ tới ngươi. Không có công chúa ở đây, để xem ngươi xử sự với ta như thế nào. Dạ thưa hoàng thượng, tất cả là lỗi của thần. Xin hoàng thượng hãy nhẹ tay với công chúa. Nhẹ tay với công chúa là chắc chắn rồi. Ta sẽ mạnh tay với nhà ngươi. Bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn tấu à. Nói đi Quỳnh tướng quân. Theo thần được biết á, thì cái tên này đã lẻn vào cung, đã trốn tịnh thân để dụ dỗ công chúa. Chả chả. Trốn tịnh thân. Tịnh thân là cái gì? Dạ bẩm, tịnh thân là thiến đó hoàng thượng à. À, to gan. Thân là thái giám,
mà dám trốn thiến à? Ngươi có biết tội ngươi là tội chết hay không? Ngươi có cái gì? Ngươi có cái gì để mà công chúa thương ngươi hả? Tiền bạc cũng không có, không có gì cả mà dám cùa công chúa của ta. Quân đâu? Giải Tiểu Trung vào ngục, đúng giờ ngọ ngày mai chém đầu cho ta. Hoàng thượng anh minh à. Cấm vệ quân Long đâu? Vô giải tên này đi chảm nó kìa. Ý. Hoàng thượng, hoàng thượng tha cho thần. Hoàng thượng tha thứ gì hết. Đi. Hoàng thượng tha cho thần. Hoàng thượng, hoàng thượng ơi. Dạ hoàng thượng. Chuyện gì? Sự cũng đã xử xong. Thế còn cái chuyện mà hôn lễ giữa thần và công chúa hoàng thượng định khi nào mình? Chuyện đó tính sau đi. Chuyện bây giờ ta và ngươi nên làm là đi dự tiệc chó đẻ bên nhà của thái sư đi. Đi. Bãi triều. Đi quẩy nào. Tham kiến công chúa. Hai người ra ngoài đi. Dạ. Tiểu Trung. Công chúa. Mùi tới rồi nè. Công chúa. Tiểu Trung. Công chúa ơi. Công chúa vô đây làm chi vậy? Mất công liên lụy công chúa nữa. Công chúa đi về đi. Không. Mùi không có sợ. Công chúa ơi. Ta sợ chết lắm. Hình như ta sắp chết rồi phải không? Trước giờ ta chưa có chết lần nào. Mùi không biết chết có ghê không công chúa? Tiểu Trung. Mùi quên đừng có nói vậy. Mùi không có để cho Quỳnh chết đâu. Công chúa ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Ráng sống hạnh phúc nha. Mùi sẽ tìm mọi cách. Cô chết ở khỏi chỗ này. Không chắc được đâu. Không Tiểu được chung. Đâu. Lệnh vua ban rồi. Làm sao mà cãi được hả công chúa? Nhưng mà chàng đã hứa với ta là chàng sẽ bảo vệ ta cơ mà. Tiểu Trung, ta sẽ cầu xin hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ tha cho Quỳnh. Dù bất cứ giá nào, ta cũng sẽ cầu xin hoàng thượng tha cho Quỳnh tội chết. Ta không để cho Quỳnh chết đâu. Bây giờ ta sẽ đi gặp hoàng thượng. Tiểu Trung, Quỳnh đợi ta. Quỳnh phải đợi ta nha Tiểu Trung. Công chúa. Công chúa. Hoàng thượng. Công chúa. Vì đâu anh hãy cứ với đến lúc. Trời ơi. Không lẽ ta sắp đi chầu ông bà thiệt rồi sao hả trời? Đành ngọn cây đắng giữa chốn địa đàng, than trách cũng sẽ muôn màng. Giấc mơ tan. Lùi đi. Ok. Bạch công công. Tiểu tử, hai người mới tới chơi hả? Chút xíu có người đem cơm vô cùng ăn với ta nha. Đồ ăn ngon lắm. Gặp hai người ta vui quá à. Tiểu Trung mà, nhà ngươi đừng có dối lòng. Ta hiểu mà. Thì là ta sắp chết rồi. Những gì ngươi nói là điều chính xác. Bởi vậy ta và tiểu tử tới đây để tiễn ngươi nè. Tiểu Trung, tiểu tử. Ai da. Sao huynh dại quá vậy? Người ta bắt mình thì để người ta bắt đi. Mày đặt ngựa đi trốn chi vậy cho bây giờ bị xử chạm. Bạch công công có lòng cho nên mới mang cho huynh con gà để huynh lay rai cho tới giờ ra pháp trường nè. Đà tạ bạch công công. Có gì đâu, chuyến đi này dài lắm. Ăn đi để có sức mà đi chết. Ăn đi. Dạ. Hoàng đại, gà luộc thì phải có muối tiêu chanh. Chứ nếu thiếu muối tiêu chanh thì y như vô lầu xanh mà hết gái. Cái này á là để hùng riêng á, chứ không phải của bạch công công đâu. Huynh ăn đi để lúc chết đỡ lạc miệng. Trời ơi, ta thật ngưỡng mộ tình bạn này.
Nhưng mà làm sao thoát khỏi số trời? Cao Sanh ơi, tiểu tử ơi, ở trong cung ngoài công chúa ra, chỉ có ngươi mới tốt với ta. Vậy ngươi cùng ăn với ta nha. Đê đồng ý. Cái đùi bên phải nè, ta ăn. Cái đùi bên trái, ta ăn luôn. Rồi để ăn cái gì? Còn cái phong câu, để ăn đi cho bộ. Thảo huynh đệ, để xin ăn hết tất cả. Một ngày là huynh đệ, cuối đời con của mình đệ, chết mẹ sư huynh. Gà. Ba con gà. Tôi khoái chơi gà lắm. Ba gà. Trời ơi, không có ba gà. Hoàng thượng đặt tiếp đi, Hoàng thượng. Đặt tiếp đi. Vua. Đau quá cơ. Trời ơi, đau đớn thiệt. Bao. Yeah. Đúng em. Anh đã bị bắt. Ê. Quang tới. Quang ơi, thông cảm Quang ơi. Đây là lần đầu tiên tụi tôi chơi, chứ đâu có phải chơi ăn tiền bạc gì đâu. Đó, nhìn đi, đâu có vàng bạc gì đâu Quang ơi. Không được cãi. Gì căng dữ vậy Quang? Thân là hoàng thượng, không lo việc triều chính. Ở đây lo bầu cua cá cọp, chích chít đồ hả? Trong cung chơi nội bộ với nhau không mà làm gì mà tội chết ghê vậy Quang? Không nói nhiều, đáng tội chết. Hoàng thượng, ngài là hoàng thượng mà sao tội chết? Hả? Ủa? Vua Quang ơi, thế nào vậy? Trời đất ơi. Bé Năm. Dạ. Giỡn mặt với tôi hả bé Năm? Trước mặt bao nhiêu quân lính ở đây mà nghĩ sao bẻ tay bẻ chân ra vậy? Tụi nó coi tôi ra cái hệ thống gì nữa? Ở đây quân tổ chức chơi cờ bạc như vậy đó, tội này là đáng tội chết. Chết khỉ móc chứ chết. Ta là hoàng thượng, ai dám chém đầu ta? Bây giờ lỡ mà ta có phạm tội nữa, ta có kim bài miễn tử ở đây nè. Kim bài miễn tử? Ờ. Đâu? Đây. Đồ giả. Chơi. Nhìn cho kỹ đi. Ta là hoàng thượng mà xài đồ giả ư? Được đó, mụ đi đây. Đi đâu? Mụ đi cứu Tiểu Trung. Ê, không có giỡn nữa nghe chưa? Ta nói biết bao nhiêu lần rồi, cái tên Xảo Nguyệt đó không được cứu. Mụ là cành vàng lá ngọc, nghĩ làm sao đi thương cái thằng như vậy? Nhưng mà cái đó là chuyện của mụi. Bây giờ mụi sẽ lấy kim bài này nè, mụi đi cứu Tiểu Trung. Mụi đang bị giam cầm nghe chưa? Mụi có tin là ta kêu quân lính bắt mụi lại không? Mụi không tin, chân mụi chạy nhanh lắm. Quân lính trời chết đi, mụi đi đây. Ê, tụi bay, trời ơi, giết hay bắt lại cho tao. Thôi, lại đây. Tụi mày ăn nãy giờ tụi mày tính xi non hả? Vô chơi tiếp mày, cho nó chạy đi. Thôi, quan thượng đặt đi. Không, để tao lắc. Đặt đi. Gián này chơi lớn nha. Hỏi người ta là gì? Hỏi tình ai là chi? Người biết lý. Người mà nơi ấm muôn trong đêm ai rời xa? Vì đau qua những bao tô để đến đây phai nhòa. Tình ta cứ ngỡ đắm đuối không rời. Tình ta đó cứ ngỡ muôn đời người hai lối. Đành ngọn cây đắng giữa chốn địa đàng, than trách cũng sẽ muộn màng giấc mơ tàn. Giờ hành hình đã đến. Để rồi giờ xa, vì đâu qua những bao tố lãng phai nhòa. Chào. Cứ mơ không rời, sẽ muôn đời giờ hai. Từ nay có thần thì thần sẽ không bao giờ để công chúa buồn. Nếu như mà Quỳnh không thể bước vào thế giới của ta thì ta sẽ bước vào thế giới của Quỳnh. Tiểu Trung, ta chỉ thương một mình Quỳnh thôi. Cháu, đừng chạy đầu ta. Đừng chạy đầu ta. Đừng chạy đầu ta mà. Thank you.
tao chết rồi sao? Nó nói đừng có chặt đầu tao mà làm sao tao ăn được. Địa ngục ghê quá. Trời ơi, sống không cho ăn, chết cũng qua trời luôn vậy đó. Thôi kệ, ta làm ma no, làm ma đói. Ăn đây. Diêm Vương hả? Diêm Vương. Tiểu Trung, làm cái gì nhà ngươi la sùm vậy? Bạch Công Công, ông xuống đây hồi nào vậy? Có phải bị ho, bị sốt rồi xuống đây luôn không? Sao ngôn? Ta còn rất khỏe, ta còn sống, và ngươi vẫn còn sống, hiểu chưa? Vậy là đồ ăn này là của... Của ta chuẩn bị. Chuyến đi này của ngươi dài lắm, ăn đi cho có sức. Không, ta không ăn đâu. Lần trước ông cũng cho ta ăn một lần một, rồi ta xuống đây. Bây giờ không có ngu gì mà ăn thêm lần thứ hai chứ á. Lần trước khác, lần này khác. Lần này ăn no để mà có sức để mà đi sống. Ngon ha. Ăn nữa đi. Trời đất ơi, tự nhiên đang ăn mà lại đang ngủ. Tiểu Trung ngủ rồi à? Ăn rồi, quý phạm của trời. Thái giám như nhà ngươi, bạn bè thân thiết mà nhà ngươi còn dám đâm sau lưng. Kiết, kiết. Thuật dịch dung của ta đã có đất dụng võ rồi. Trời, ta tự ta nể ta luôn đó trời. Không một vết rạn nứt nào trên gương mặt. Quân, vô giải quyết liền cho ta. Hai tên này ăn no ở đây nằm ngủ, thiệt tình không ra thể thống gì cả. Vì tên thái giám này về cung cho ta. Đi chết đi, đi chết đi. Là tiểu tử, ngươi không cần phải áy náy. Ta đã điều tra rất kỹ rồi. Tên tiểu tử này chính là một tên tử tù. Hắn muốn né tội nên lẩn trốn vào trong cung. Phát hiện được công chúa dành tình cảm cho ngươi quá sâu đậm, hắn đã ghen tị nên đã thông đồng với lại Huỳnh tướng quân để mà ám hại ngươi và công chúa. Chính vì vậy hắn nhận cái kết như vậy là đích đáng để cho hắn sống. Ô nhục thái giám trong cung lắm. Đa tạ công công. Bây giờ tôi làm sao để đền đáp công lao của công công? Công chúa là người ta yêu thương nhất trên đời. Kể từ bây giờ, ngươi hãy yêu thương, chăm sóc và bảo bọc cho công chúa đến hết đời. Như vậy là trả công cho ta rồi đó. Nhưng mà công chúa đâu rồi? Bây giờ thì ngươi hãy ăn hết bữa ăn này đi. Sáng sớm mai công chúa chờ ngươi ở ngay bìa rừng. Lần này ngươi và công chúa hãy đi sống một cuộc sống thật là hạnh phúc, nghe chưa? Hoàng thượng. Dạ. Hoàng thượng. Chẳng dạ. Cái gì này lẹ. Hoàng thượng. Ê, Hoàng thượng. Trời ơi, chơi mà cũng rớt cái hộp ra. Hoàng thượng. Ủa, Huỳnh tướng quân, tại sao không có ai canh gác để cho Huỳnh tướng quân xong như đây mà không bẩm báo với ta? Dạ bẩm hoàng thượng, tại hoàng thượng kêu tụi con chơi chung với hoàng thượng mà. Trời ơi, bệt tụi bay quá, đi đâu mà kia? Dạ hoàng thượng à, thần có chuyện khẩn cấp. Khẩn cấp hả? Báo liền đi. Chuyện tên gì? Tử tù đã trốn thoát rồi. Là tên nào?
Nó là thằng Tiểu Trung. Hả? Tiểu Trung trốn thoát à? Bây giờ hắn trốn thoát rồi, bây giờ hắn đã bắt cóc công chúa đi luôn rồi hoàng thượng. Chà chà, Tiểu Trung, Tiểu Trung làm sao có thể trốn thoát được? Hắn đã dùng thuật dịch dung để trốn thoát. Dịch dung à? Dạ đúng như vậy. Dịch dung à? Là cái gì vậy? Dạ bẩm hoàng thượng, dịch dung là mình lấy cái mặt nạ mình dán vô cho người này giống người kia hoàng thượng. Mặt nạ thì nói mặt nạ đi, dịch dung biết ta dốt mà còn nói chữ nữa. Mặt nạ? Ủa? Vậy thì làm sao mà ngươi phát hiện ra? Dạ tại vì thần phát hiện là cái xác mà đã chém đầu á, nó thấp hơn thằng Tiểu Trung 10 phân. Thấp hơn 10 phân? Dạ. Thấp hơn 10 phân mà thằng cha Đao Phủ không phát hiện được à? Cha Đao Phủ này phải trị tội mới được. Ủa? Vậy thì cái người mà nó sử dụng dịch dung là ai? Ai thế mạng cho hắn? Dạ thưa hoàng thượng, cái người thế thân đó là thằng Tiểu Tử, là cánh tay trái của hạ thần, luôn kề vai sát cánh, luôn bên cạnh hạ thần. Bên cạnh ngươi mà nó bị bắt hồi nào ngươi không hay vậy? Trời ơi, ngươi cũng thật là đáng trách. Nhưng không sao, có ta ở đây rồi. Điều đầu tiên, mướn một thằng Đao Phủ khác, chắc đâu có thằng Đao Phủ cũ. Cái tội làm ăn tắc trách, có cái chuyện nó không làm không xong. Nhưng mà bây giờ quan trọng là phải đi bắt cái thằng Tiểu Trung đó về đi hoàng thượng ạ. À đúng rồi, phải bắt. Bắt nó về để giải cứu cho bé Năm nữa. Nè, ngươi hãy thống lĩnh một đạo quân, chia làm ba hướng, đi bắt Tiểu Trung về đây. Dạ. Ủa nhưng mà hoàng thượng, một mình hạ thần làm sao có thể đi ba hướng được hoàng thượng? Trời ơi, động não chút xíu đi. Ngươi đi một hướng thôi, ngươi bị phế cánh tay trái còn cánh tay phải đâu. Kêu thêm một người nữa, thống lĩnh ba đạo, người đi đông tây nam, ta sẽ đi về hướng bắc. Đông tây nam bắc có bốn phương trời, tôi thách Tiểu Trung trốn được đó. Tuân mệnh hoàng thượng. Đi đi. Đang chơi ngon lành, nhắc tới Tiểu Trung là sôi máu lên. Tập hợp quân lính đi bắt Tiểu Trung về đây. Tuân lệnh. Tiểu Trung, bây giờ không có ở trong cung nữa. Hơi cảm giác á, ra ngoài đây thiệt là thoải mái. Sau này ta sẽ dẫn muội đi khắp nơi, đến những nơi bình yên nhất. Những món rất là ngon nữa. Ví dụ như là món gì? Vịt nướng bữa đó. Vịt nướng. Món nào đó, nói chung là đặc sản, muội sẽ ăn thật là nhiều, ăn thật là nhiều đó. Ông Bột kìa. Ủa cái giọng cười này quen hả? Ông Bột. Ông nội mà đây nè, chứ ông Bụt hả? Hai người thật là to gan, dám trốn khỏi triều đình của ta. Biết tội chết là gì không? Bây giờ ta cho hai người một cơ hội. Một là chết tại đây, hai là nhảy xuống cái hồ này bơi đùa với cá sấu. Nếu thắng thì ta tha, thua thì bị cá sấu ăn thịt. Sao? Hoàng huynh. Chuyện gì? Sao huynh nhây quá vậy? Huynh đuổi muội đủ một lần thôi, cái gì đâu mà truy cùng đuổi tận. Mụ ra tới đây quý còn đuổi theo nó làm sao? Nè im miệng nghe chưa bé Năm. Thấy ta thương làm tới hả? Cái thằng này là cái gì mà sao phải cuốn gói theo nó? Bỏ nhà theo trai trọng tội. Nhưng mà mùi thương Tiểu Trung thật lòng chứ bộ. Không nói nhiều nữa. Các người giải công chúa về cung. Lôi tên này ra xử trảm cho ta. Khoan, ta có kim bài miễn tử. Đúng rồi. Ai dám bắt ta? Kim bài. Ai dám bắt ta? Quỳ xuống. Quỳ xuống. Xem xưa tao quỳ luôn rồi. Mắc gì quỳ? Đó là đồ giả. Đứng lên hết cho ta. Đồ thật đó. Mắc gì thật? Kim bài miễn tử chỉ có người ở trong hoàng cung mới có. Quỳnh quên rồi sao? Cái ngày mà hoàng huynh đang chơi bầu cua cá cợp, muội đã giật kim bài của huynh. Huynh nhớ không? Muội còn nhớ cái lúc muội chạy đi, còn nghe cái tiếng giọng từ xa của huynh đặt đi ba gà ba gà ba gà. Huynh nhớ chứ? Thì muội quá đáng thiệt. Mụi nghĩ sao mà mụi lấy cái kim bài miễn tử đưa cho cái tên tiểu tốt đây? Bây giờ tao phải làm sao đây? Hả? Hoàng thượng, hoàng thượng có cái kim bài miễn tử quý giá vậy mà giữ còn không được thì làm sao giữ được non sông đất nước hả? Thôi. Chuyện này mà đồn ra ngoài chắc chắn thể diện của hoàng thượng chắc dục luôn quá. Trời ơi, huynh ơi, huynh nghĩ đi, bây giờ đồn ra ngoài bàn dân thiên hạ biết hoàng thượng là mất kim bài miễn tử. Trời ơi, cái mặt để ở đâu? Nhục xuống sông luôn. Quê quá quê. Chịu sao nổi.
Trời ơi, rồi người đời sẽ coi thường ta, người đời sẽ coi thường luôn cha mẹ của ta. Kèo này chua thật chứ. Thôi được rồi, tao quyết định xử lý chuyện này trong nội bộ. Hai người đi cho khuất mắt ta đi. Thiệt không Hoàng Quýt? Thiệt chứ sao không thiệt. Tao cho hai người đến với nhà đó, đi đi. Tạ Hoàng Quýt. Ờ Hoàng Thượng. Tiền bạc có đâu không? À, không có. Quỳnh, sẵn có Quỳnh ở đây cho ít ngân lượng nha. Thứ dạy trai, nó không có tiền cũng đi theo nó nữa. Ôi, bay có nào có tiền cho mượn coi. Không có Hoàng Thượng. Hôm trước người chơi bầu cua ăn hết tiền của chúng thần rồi. Nhận sao? Thôi được rồi, để ta tính cho. Em Út trong nhà đừng ép ta như vậy. Được mượn mấy bình khí coi. Đây. Nè. Đó. Thì bán cái số binh khí này cũng được một số tiền để xây sở. Cầm hơi khoảng chừng tuần lễ đi. Rồi khi nào mà bí quá thì viết thư về Hoàng Cung, đã cho người đem tiền tới. Cảm ơn Hoàng Quân. Đi đi. Đi đi, mình đi. Kèo này chua nghe. Đi nghe, đi nghe, đi nghe. Đừng đi nghe, rồi nghe. Nói lời phải giữ lấy lời nghe chưa. Không được xì chuyện này ra tùm lum tùm la. Được đó, mùi đi đây. Đi đâu? Mùi đi cứu Tiểu Trung. Mùi có tin là ta kêu quân lính bắt mùi lại không? Mùi không tin, chân mùi chạy nhanh lắm. Quân nên chờ chết đi, mùi đi đây. Ê, ê, ê. Hai thằng bay, giết nó liền. Dạ. Ê, khoan đã, khoan đã, khoan đã. Hai thằng đây, đây. Tụi mày ăn nãy giờ tụi mày tính Sinon hả? Vô chơi tiếp mày, cho nó chạy đi. Thôi, quan thượng đặt đi. Không, ai đặt gì đặt đi. Dạ. Dạ. Ta thật là một vị vua nhân đức. Nè, các ngươi nghe lệnh của ta. Câu chuyện các ngươi vừa nghe lúc nãy, sống để bụng, chết mang theo, đứa nào thèo lẻo để ra tới ngoài nghe chưa? Ta giết không tha đó. Về cung. Đây về, đổ một cô tiếp. Đây. Người mà nơi ấm muôn trong đêm ai rời xa. Vì đau qua những bao tô để đến đây phai nhòa. Tình ta cứ ngỡ năm đôi không rời. Tình ta đó cứ ngỡ muôn đời người hài lòng. Đành ngọn cây đắng giữa chốn địa đàng, tha chết cũng sẽ buồn mà giấc mơ ta.